Một chương trình đến từ nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như Entertainment. Vi khi xem clip xong thì cảm xúc con thế nào hả Vi? Con nhìn lại một chặng đường mình qua. Dạ, con thấy con nhớ cha nhiều hơn. Nhớ cha nhiều. Dạ, con nhớ mẹ. Nhớ mẹ nữa. Lần cuối cùng mà con gặp mẹ là mẹ cứ con đi ăn cơm này, mẹ chuẩn bị cơm cho con rồi. Còn cha thì con không có kỷ niệm nhớ. Lần cuối cùng mà con được nghe là con nghe tên cha con mất. Cha nó đi đó là nó đi học chưa về, tới chừng về rồi cha con đâu có gặp đâu, vì cha đi rồi. Bạn nghĩ gì về cái video clip vừa rồi hả Quỳnh Như? Con thì con đã đến hoàn cảnh của em rồi. Và ngày hôm đó thì con cũng đã khóc rất nhiều, nhưng mà ngày hôm nay xem lại thì cái cảm xúc nó vẫn như vậy. Thật sự thì ngày hôm nay chỉ không biết nói gì hơn, chỉ mong là có thể hỗ trợ em hết sức hết mình để em có thể được chắp cánh cho ước mơ của em và hoàn thành những cái điều mà em mong muốn để có thể cho cha của em yên lòng hơn. Bà ơi, một ngày như vậy cái công việc của bà là chỉ đi là hái lục bình hả bà hả? Đi cũng như là tao mướn mặn nhìn mặn nấy, chặt lục bình rồi sửa dây dưa trồng dưa. Mỗi ngày bà làm được bao nhiêu tiền? Trăm bị gì không biết, rồi nuôi cháu nội rồi nuôi ông chồng ở nhà bệnh nữa. À, còn chú ở nhà nữa hả? Còn chú này nhiêu tuổi rồi? Ổng 69 nè, mà ổng bệnh 2-3 thứ là rồi cô phải nuôi luôn. Nuôi luôn mà nên có mình nên làm à. Trời ơi, bà mong muốn điều gì trong cuộc sống này? Mong muốn như cho cháu nó ăn học cho thành tài. Con khó khăn thế nào khi mà về nhà thấy bà lao động như vậy rồi mình cũng chưa làm gì ra tiền? Con thấy con có lỗi, tại vì mẹ cha mất rồi con lại là gánh nặng của bà, để cho bà từng ngày phải đi làm, không có thời gian mà nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải kiếm việc để làm để có đồng ra vô. Không, con theo chú thì vậy không phải là lỗi đâu, tại vì con còn nhỏ mà con còn cả một cái tương lai. Nếu con muốn trả hiếu cho cha mẹ, trả hiếu cho ông bà thì con cố gắng học giỏi, cố gắng làm những điều tích cực thì con sẽ trả hiếu được cho gia đình, và đó là một niềm vinh dự cho gia đình của con chứ không phải là con có lỗi. Thật ra con không có lỗi gì trong câu chuyện này hết, mà cũng chẳng ai có lỗi cả. Lỗi là do số phận. Số phận là như vậy con ạ. Mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Thật ra ước mơ làm công an là một ước mơ đáng trân trọng. Nếu chúng ta cố gắng thì chú Linh nghĩ rằng là con sẽ thành đạt ước mơ đó. Nhưng để đến ước mơ đó chúng ta cần rất là nhiều thứ, cần sự nỗ lực của con. Trong đó có hành trình ước mơ sẽ giúp nỗ lực chúng ta thành công hơn nữa, và hy vọng một ngày nào đó con sẽ trở thành một cô công an xinh đẹp, giỏi để thể phục vụ đất nước, phục vụ cho gia đình, đặc biệt là lo cho bà ha. Yeah. Chú tin rằng là sau cơn mưa trời lại sáng, sau nắng chói chang là trời lại mát, và sau bóng tối lại là ánh sáng. Tất cả điều đó không phải là lời động viên đâu, mà tất cả đó là quy luật của cuộc sống. Và số phận chúng ta nghiệt ngã như vậy, chúng ta phải cố gắng nỗ lực, không khóc nữa nào cô gái xinh đẹp ha. Chú cũng là người mồ côi cha mẹ, chú cũng đã từng khổ, và tất cả anh em như anh Quyền Linh đây cũng vậy. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua, chúng ta phải nỗ lực, và chúng ta có những ước mơ hoài bão của mình để mình đạt được những ước mơ bằng cái nỗ lực của mình. Chú tin điều đó, con còn trẻ con sẽ làm được, cũng như chú, cũng như chú Quyền Linh đã từng làm được. 2007 đúng không? Yeah. Rồi, chúng ta sẽ cùng kết nối với tất cả các bạn đồng lứa để chúng ta có thêm cái sự chia sẻ yêu thương đó. Con có Facebook mạng xã hội gì không? Dạ có. Có. Facebook con là gì nào? Dạ Facebook của con là Yến Vi. Yến Vi, hình đại diện là gì? Dạ hình đại diện là con mặt đầm trắng. Con mặt đầm trắng đúng không? Bách quật là gì con? Bách quật là gì con? Thông qua chương trình thì các bạn có thể vào Facebook Yến Vi ha, mặt đầm trắng ha. Yeah. Ở Kiên Giang hả? Yeah. Để làm bạn, để chia sẻ những khó khăn đó. Và con nhớ nha, xong chương trình là chú sẽ kết nối cho con với mạng xã hội của con chú, Lọ Lem với Hạt Dẻ. Wow. Để có thể chia sẻ những cái niềm vui, để động viên nhau.
mình sẽ cùng trao đổi với nhau về những cái vấn đề tuổi Gen Z thế nào, được động viên nhau, con đồng ý không? Dạ được. Các bạn nhỏ thân mến, hãy kết nối với Yên Vi, đầm trắng cười thật tươi nhé, và truyền những năng lượng tích cực dành cho bé Yên Vi và gia đình. À, trước khi bắt đầu vòng chơi thì chắc là Vi ôm hai người cha này một cái đi nha. Để anh khởi động cái. Đây. Dạ con cảm ơn chú. Nào, chú đã ôm con nãy rồi, thật ra là nhìn chú muốn truyền cái động lực của chú dành cho con. Nếu bây giờ có người ba đứng bên cạnh thì con sẽ nói gì nào? Dạ con nói là con yêu ba nhiều. Không sao đâu con, rất nhiều người ba tinh thần sẵn sàng đứng cạnh con, không lo. Còn nha, một tràng pháo tay động viên cho gia đình Yến Vi. Ba khỏe nha bà nha. Một chương trình đến từ nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như Entertainment.